Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh Giải Trí, kênh cập nhật tin tức sao Việt mới nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất nhé. Cận cảnh biệt thự 50 tỷ xa hoa của Ngọc Trinh tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trinh đã hoàn thành căn biệt thự triệu đô cực rộng để đón Tết Nguyên Đán với gia đình. Căn biệt thự của Ngọc Trinh to nhất khu phố, rộng hơn 800 m², trị giá đất và nhà thô lên tới 24 tỷ đồng, riêng tiền thi công và nội thất lên đến trên 20 tỷ. Căn biệt thự với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn và đặc biệt ngôi nhà có thiết kế không gian mở với hệ thống kính trông rất rộng rãi và hiện đại. Không chỉ gây choáng ngợp với không gian phòng khách 130 m² siêu sang chảnh, mà không gian sống của Ngọc Trinh vô cùng rộng rãi và tận dụng hầu hết bằng ánh sáng tự nhiên. Là một tín đồ hàng hiệu, Ngọc Trinh đã thiết kế một không gian để chứa quần áo, giày và túi sách cực kỳ lớn. Mọi nội thất trong căn nhà đều được người đẹp trang hoàng theo tông màu trắng và hồng. Dịp Tết này, ba mẹ của Ngọc Trinh từ dưới quê lên giúp con gái trang hoàng nhà cửa, nấu nướng. Người đẹp cũng thiết kế phòng dành riêng cho ba mẹ và các con của mình trong tương lai. Ngọc Trinh có kế hoạch sẽ sinh một bé trai và một bé gái, nên đã làm sẵn một căn phòng cực đáng yêu dành cho hai con. Trong ngày đầu năm mới, hội bạn thân của nữ hoàng nội y cũng đến chung vui ăn bữa tiệc tân giảm cúng với người đẹp. Có thể nhận ra nữ diễn viên Quỳnh Thư, đây là người bạn thân hơn 10 năm từ lúc Ngọc Trinh mới bước chân vào showbiz. Cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó dù hiện tại mỗi người một định hướng công việc riêng. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Đỗ Long, người thường xuyên tạo ra những bộ trang phục bắt mắt, lộng lẫy để Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ. Chia sẻ về năm 2019 vừa qua, Ngọc Trinh bày tỏ: nhìn chung năm 2019 được nhiều hơn là mất, được kênh YouTube nhiều người yêu thích, hy vọng năm sau sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn và được mọi người ngày càng đón nhận. Cái được cuối cùng siêu to khổng lồ và vui nhất đó là dư được một căn nhà như ước nguyện, háo hức lắm luôn. Hiện tại điều mình mong muốn nhất đó là chuyện tình cảm sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được đúng người, đúng thời điểm, đúng tất cả để có được hạnh phúc viên mãn. Vì tình yêu hạnh phúc thì công việc cũng như mọi thứ trong cuộc sống đều sẽ được thăng hoa. Ngọc Trinh tên thật là Trần Ngọc Trinh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989, quê quán ở Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.